rồi tại tại đảo phố rồi sai đi theo anh Ly đi lấy cái bằng lái lại tới hạn là cứ mỗi năm năm là phải đi làm cái bằng lại mà nói chụp hình rồi này kia vậy thôi chứ cũng không phải thi, không phải thi lại tới cuối đường là còn phải đường rô và rốt này đang muốn đi đâu mình muốn mình đi mình tìm được cái nhà mình đậu. Nó cái đi cũng qua cũng tới bên này luôn á. Biết cột điện bây giờ nó thế nào hết. Bự quá, xi măng nha. Khoảng năm 2000 đó là nay là cũng 24 năm rồi nhà cũng còn khang trang của đời cậu trái đây cậu trái của đấy nhưng mà tại cái đường đèn xanh đèn đỏ nó nhiều nó cái đèn nó cực hơn nó đông hơn đó, đây là khu nhà của Mai Hữu cháu mình ở đây nè rồi nó ở đây khu vực này nó là nó an toàn nhất Riverside rồi đi đi thi đi đi thi đi đi lấy cái bằng lái lại đó nhưng mà mình không có đi về cái thành phố Riverside thành phố cái chánh ở trên đường Proton á thì mình vẫn thường đi đó nhưng mà dân Riverside nó đông lắm mà chỗ này á là nó thuộc East Riverside mà nó sượt cho tụi Moreno Valley đó cái này là cũng mới sau này mình mới đi thôi mình để khỏi chờ tốn công cho lâu sức đó mình không ảnh không có thích chờ đó chỗ này nó kêu là Mission Grove hay là Orange Crest cũng là cũng nó luôn ôi cái cây bông trắng đã có cái xá lị mà cái này ăn không được anh chỉ có hoa đẹp thôi chứ trái nó chéo anh chua là sau bên này nó về nó nói Alessandro thì cái khu vực bên kia nó dọn về nhà mình rồi không còn ở đây nữa nó đóng cửa đó mất mà đi 4 lần à chị nhất định kỳ trước cái bộ xã hội á chị nhất định chứ đi về đó rồi ở đây là mấy cái cây bự của Paradise đó, là cây thiên điểu á cây này là loại cây này cây nhỏ đây nó trồng cái landscape nó trồng cũng tốt. Từ nhà mình á thì nó không có thông qua mấy cái đường này vẫn nó lọt trũng xuống đó. Nó trũng xuống cho nó mấy cái đồi núi ấy, nó nằm giữa cái Canyon Crest với lại Orange Crest. Ồ, cái bông trắng này mình thích quá nè, quá chừng mò hoa luôn nè anh, cái này nè. Đẹp dễ sợ chưa? Nó mà là nguyên cái vườn cây này đẹp lắm. Mình mới nghiêng qua này. Mới cây kia là cái loại marble rồi nhớ giữ lên phải đây lên phải qua lát thanh vô nha giữ lên phải là leo lên đây là cái đường nhỏ đây nè chỗ cái bản vàng đó đó vô đây đường phố Riverside chứ nó cũng đẹp lắm á các bạn chị đất rộng lớn rồi nhà cửa rộng rãi rồi nó làm những cái landscape này cũng đẹp nè nó trồng không phải là sắp lên mới lại bottleneck có mấy cái cây lồng đèn đỏ đó đó giờ mình chạy tới đây thì mình sẽ giữ tới mình tới đường Sycamore đó gần tới freeway 215 thì mình bỏ trái rồi đó ở chỗ đó có cái dealer xe Mustang đó mình đi pick up cái xe mình ở đó chín dầm luôn. Con giấy này cũng quá trời nữa. T
trước cái thời là mình ham chơi đi chơi đó là cũng đi đường này hoài cái gì. Thì đường này nó đường Alessandro này nó nối Riverside với thành phố Moreno Valley Paris rồi này nữa. Có cái hồ Paris này cũng nổi tiếng lắm. Để đi câu cá trao, cá fish rồi bluegill hay giống như loại cá sặc bên mình. Nó bluegill nó cũng giống như rufi vậy nhưng mà ăn không có tanh các bạn. Mình hồi đó mà lần một đêm một câu 2 tiếng đồng hồ được cả 200 con vậy đó. Nhưng mà câu thì mình không dám móc mồi vì móc vào cái mồi của con sâu á nó cắt cái nó cạp cạp nhột lắm, mình sợ mận sâu cứng chứ không phải nó mềm như con mấy con sâu mình thường thấy. Đó. Rồi câu mồi trùng cũng được, mồi trùng cũng được, nhiều khi cũng được bluegill, mấy con mồi trùng thì mồi sống thì nó được dễ, cái cách phết mình phải câu mồi bự, còn mồi bự mà thúi thúi á, nó mới ăn. Đó, cây mắt bồ đỏ đẹp quá chừng luôn. Dặm nó xa dữ nè, chạy gần hết đường, gần tới freeway 215 thì nó mới có cái đường Sycamore và nó chạy song song với freeway á. Đây nó trồng thường những cây bottleneck, mấy cái cây mà loại sa mạc không, đây là chỉ có một cái đồ valley á, là nó nóng hơn, nó cao hơn, nó cái độ nó cao hơn, nó ở núi cao hơn trên mình, ra nước ở đây nó mưa nhiều á, nó cũng tự đây nó mưa trước rồi nó chảy về nhà mình. Đây có cái tiệm ăn của India nè, của Ấn Độ. Đây cũng có nuôi ngựa rồi này kia, có mấy ngựa đua mấy bạn. Cái nghề đó là cũng nhiều tiền lắm mà họ nhiều người họ cũng thích nuôi đó. Ở đây thì ở ngoại ô của Riverside thì ra họ được nuôi. Mà đường bên nuôi nó cũng kẹt nhưng mà đường cũng đỡ, tại vì nó chỉ kẹt bên kia đường thôi, nó không phải kẹt bên mình. Mình về thì nó không kẹt. Chấm 4 rồi, cái đường đèn xanh đỏ trên chậm chậm lại. Đây nó khu vực này mới phát triển rồi, nó mở rất là nhiều tiệm, cái khu vực này mới mở thôi. Tôi biết tôi đi cái tiệm gì đâu. Chấm 1 có cái chừng đây rồi, đây nè. Chỉ biết là một đường trước khi tới cái xa lộ đó là nó rồi. Hồi trước có cái tiệm Trung, nó có cái tiệm bàn ghế đây nè, cái furniture gì nè, furniture city đó, cũng dẹp tiệm luôn. Hồi đó nó vô trong cái hãng mình làm, anh em tụi nó mua. Và bác bàn ghế cái thời gian mà nó không cất nhà nữa thì nó đâu có bán bàn ghế được cho ai, mà bàn ghế mua người ta cũng hòa tiện, người ta mua đồ rẻ tiền không. Tụi này nó bán đồ cũng khá khá, hẳn là ngày xưa làm đồ cũng có cái cũng bán cho Las Vegas, đồ cho Bellagio rồi này nọ cũng đẹp lắm. Nhưng mà rồi làm ăn cũng có một thời mấy bạn ơi, làm ví dụ như bạn làm gì nó càng ngày thì nó càng làm máy móc rồi nó tính những cái gì nó rẻ hơn là kia vậy đó. Người nó có ai làm rẻ hơn bằng mấy người ba tàu đó, là dân đông quá thành ra cái gì ông cũng nhận, cái gì ông cũng làm hết trơn rồi. Bây giờ khổ, thấy khổ, thấy thương người dân, nhiều khi đi làm tháng không được tới $100 nữa mà. Còn ở bên đây có nhiều người, có người ta có năng ta làm tới 120 đồng giờ hay làm hơn nữa. Có nhiều người mà nổ nhiều nói thâu lòng luôn, 400 đồng giờ bằng lương tổng thống ấy, cho rồi luôn. Khỏi mất công ai cãi cọ gì hết. Nhưng mà ông Trump cho dù ở lương đó mà ông chỉ lấy 1 đồng danh dự thôi, vậy ông cũng vẫn bị chửi như thường. Cho nên đó, mình có bị chửi nhầm nhà gì đâu, bởi vì tổng thống vẫn còn bị chửi mà. Thôi, cho nên bây giờ mình về nói chuyện cây cỏ gà vịt nó chắc ăn hơn. Sáng này đó, sáng này anh bạn thân của anh Ly là anh David hàng xóm đó, anh chạy ngang. Ôi trời ơi, nay bông đẹp quá, nơi này nè, cái này là tao thích đó. Mình tính chọc anh nói chứ cái gì mày thích đâu. Đang nó đi bằng chiếc xe bắt nhỏ của nó, ngày hôm qua không thấy nó ra ha. Nhưng mà nhà nó đó là nó nhiều cái mảnh xe dụng lắm, mấy cái xe mảnh xe cũ cắt ra rồi bỏ đó rồi không biết lý do. Em nghe người ta bữa nghe người ta nói
là cũng cả 10 năm nay rồi. Thật ra là Brand không biết nó làm gì thì không biết. Rất là nhiều hãng xưởng thành ra dân ở đây đó là họ dọn về đây làm dân lao động dọn về đây cũng nhiều, thì nhà nó cũng có mắc lắm đó, 400-500 ngàn một căn thôi. Mình mua nhà mình nó rẻ, tại vì lúc đó là nó mặc cái đất crash nó xuống giá cái gì, nó xuống mà thê thảm luôn, là tới nhà cửa là nó tiêu tùng luôn đó, là năm 2004 á, mà tới 2009 4-5 năm sau mới chưa dựng đầu dậy đó mấy bạn đó, chứ không phải ấy đâu. Nhưng mà tại vì nhờ đó là anh Tony ở sếp của mình á, chủ hãng mình á, là anh làm cho tụi Orange County Building and Safety, tức là anh làm cho cái chỗ bộ xây dựng của cái quận Cam á đó. Hồi xưa tỉnh làm ở trên quận Los đó, rồi cứ dọn về anh ở Danapon, anh dọn về chưa chấm sáu cậu trở trái ở Seravis. Mình đã biết cái chỗ đó, nhưng mà chỗ DMV đó, nhưng mà bây giờ đi với ảnh đó rồi nhiều khi mình quên nói chuyện với bạn đi qua khỏi chưa chạy thẳng. East Street này nó là bên tay phải là nó đi về cái đường Eucalyptus, bên tay trái về East Street của Riverside, còn bên phải là Eucalyptus, ảnh thuộc thành phố Moreno Valley. Tới đâu đây nè, tới đường đèn xanh đèn đỏ đó, bỏ trái rồi đó. Mình mấy thằng quỷ này quá. Dạ. Điên viên nè. Đi luôn phải không? Dạ. Cái điên viên này nó mới à. Nó mới có đi rồi. Có đi rồi mấy lần thì rồi đi, nó đòi chụp hình mà mình không có cái giấy tờ gì đó, 5 năm trước, 4 năm trước. Building em không có cái tên nào đó. Đây là cái bông đậu phộng, nó chụp ở đây cái lòng đây cũng đẹp quá. Rồi chụp gửi cho các bạn xem, rồi mình hẹn các bạn sau nha. Mình giờ tới DMV rồi. Bye các bạn.